Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh KTM.com. Trong video này mình sẽ giới thiệu những cái sản phẩm mình đặt trên Shopee, giá khá là rẻ, hầu như là toàn dưới 10.000 thôi. Có đề can dán này, ốp silicon, giá đỡ điện thoại với cả bao silicon, tất cả là 41.000, vận chuyển 15.000 và mình dùng 2.000 xu Shopee, khá rẻ. Các bạn muốn mua những sản phẩm này mình sẽ để link mua ở dưới video. Ốp silicon với cả bao cao su cho sạc dự phòng, cái giá đỡ và cái bộ đề can dán, tổng là 4 sản phẩm. Mình sẽ đi sâu chi tiết vào từng cái. Đầu tiên là cái giá đỡ điện thoại, mình chọn màu xanh thì con voi chỉ có 3.000 thôi, bằng nhựa màu xanh. Mình sẽ để thử xem có cứng cáp không. Để ok, trọng lượng con iPhone này cũng khá là nặng và nó để được như này là ổn. Các bạn có thể để ngang để dọc, là bằng nhựa cứng. Và công dụng của nó thì để điện thoại thôi, để xem phim nước rách trên game khi nằm trên giường. Lúc nằm trên giường rảnh tay thì có thể làm được nhiều việc khác. Thứ hai đó là cái bao silicone để đựng sạc dự phòng Xiaomi. Mình có con 10.000 mAh của Xiaomi nên mua cái này về để nó bảo vệ. Giá là 15.000, rất là rẻ, cũng màu xanh. Công dụng của cái này thì nó sẽ bảo vệ cái sạc dự phòng này, tránh bị cháy xước va đập. Và có cái khe thông thoáng sẽ giúp tỏa nhiệt độ của sạc, tránh bị nóng. Nhét cái bao này vào thì nó sẽ như thế này, bảo vệ sạc dự phòng của bạn tránh bị va đập. Và nhìn cũng khá là thời trang, trước đây vẫn cất trong hộp thôi, bây giờ có thể quăng quật em nó thoải mái rồi. Nhìn khá ổn. Sản phẩm thứ ba mình sẽ giới thiệu đó là ốp silicone chống sốc, chống va đập, ốp dẻo và cho iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus. Vâng, ốp thì tất nhiên là chỉ bảo vệ điện thoại thôi. Bên trong nó làm nhám, bốn góc đều có cái nhựa để bảo vệ tốt hơn. Mình cũng đang dùng cái ốp silicone cũ đây. Cái ốp mới này nó dày hơn chút và bốn góc đều có cái khung nhựa, sẽ đảm bảo chắc chắn hơn nếu mà các bạn bị rơi. Nó ôm sát hơn so với cái ốp cũ của mình. Rất rẻ thôi, gần 10.000. Thì cũng để chống sốc, chống va đập. Mình thích dùng ốp thông suốt này để lộ được màu sắc của điện thoại. Vâng, thực ra thì không dùng bao vẫn sướng hơn. Cuối cùng là cái bộ đề can dán dây quấn nút bảo vệ cho cốc sạc này, dây sạc và tai nghe, giá là 1.000. Thì cái này là sản phẩm Sun Flex Sale trên Shopee nên giá 1.000, còn bình thường giá là 29.000. Nó sẽ bảo vệ những cái đầu cọng cáp của bạn đỡ bị đứt dây hoặc là gãy gì đó, và có hình lá chắn cũng khá đẹp và cũng màu xanh. Mình chỉ đặt màu xanh thôi. Cái này là để dán vào củ sạc. Và cái dây này thì các bạn có thể quấn vào tai nghe, dây sạc. Đây mình có quấn thử demo cho các bạn xem. Quấn vào dây và gắn cái nút bảo vệ ở cái đầu. Nếu các bạn quấn dây thiết vào thì rất là chắc, đảm bảo không bao giờ bị đứt luôn. Thank you.
Còn cái dán vào củ sạc này thì nó không phù hợp với cả cái sạc của iPhone nên mình không dán, không test được. Nhưng mà dán lên theo hình quảng cáo thì rất là lung linh. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu những cái bộ sản phẩm mình mua trên Shopee, 4 cái mà giá chỉ hơn 40.000 thôi. Link mua mình sẽ để dưới video này. Các bạn cảm thấy video hữu ích, like, share, subscribe đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Quá ngon bổ và rẻ.